Này, sao bạn đi ăn sinh nhật được viết tặng mỗi mì tôm này? Bạn thông cảm, nhà tớ nghèo chỉ có mì tôm thôi. Còn hai cái bạn này nữa, kẹo bé tí này, chai nước ngọt nữa, mỗi tớ mua bao tiền bánh gato lại. Thì bạn cũng phải thông cảm, nhà bọn tớ không có điều kiện đi ăn sinh nhật, chỉ có những món quà nhỏ này thôi. Tốt nhất là các bạn đi về đi, sinh nhật kiểu này thả tớ sinh nhật một mình còn hơn. Oh no. Ui cha, mình phải tiết kiệm tiền bao nhiêu hôm nay mới mua được gói kẹo đậu phộng da cá này. Hôm nay mình sẽ ăn nó vào một ngày thời tiết đẹp trời như thế này. Yeah. Đậu phộng da cá ngon thật đấy. Nó giòn giòn, nó là béo béo, ngon chứ. Bà Linh ơi, bạn gọi tớ à? Có chuyện gì thế? Đi đâu mà vội thế? Ăn kẹo mới tớ không? Bạn đang ăn cái gì đây? Đây nha, đây là kẹo đậu phộng da cá. Cái gì cơ? Đậu phộng da cá? Bạn nghĩ tớ là ai mà ăn đậu phộng da cá của bạn? Kẹo đậu phộng da cá này ngon mà. Kẹo rồi tớ không ăn đâu. Sao bạn lại ném kẹo của tớ? Oh no. Nó thèm vào, nhà tớ giàu tớ không ăn kẹo đẻo nữa đâu. Không ăn thì thôi, này còn đi ném kẹo của mình đất. À, bẩn hết kẹo của mình rồi. Bạn Linh ơi, đứng đấy làm gì đấy? Bạn Diệu à? Thế bạn đi đâu đấy? Tớ đang đi học. Mà này, bạn có thấy xe đạp bố tớ mua cho tớ đẹp không? Xe đạp hàng hiệu đấy. Ui giái ơi, xe xấu mù ra. Thôi buổi nào con xe đạp đi học nữa. Bạn đang đi bộ đi học đấy thôi, lên xe tớ chở đi học cùng nè. Có mà bạn đi bộ đi học thì có, tớ nhà giàu đi bằng ô tô này. Thấy chưa? Thôi bạn đi học đi, tớ không cần đi cùng với bạn đâu. Không đi cùng thì thôi, làm gì mà cần. Này, hai bạn này, chán quá này. Chẳng có gì chơi cả. Hay là ba của mình chơi nối chữ đi. Thôi, nối chữ chơi chán lắm rồi. Kệ, để tớ đi trước. Con mèo. Mèo con. Mèo. Con chó. Con chó. Chó con. Con khỉ. Khỉ con. Quanh quanh chỉ có con đấy thôi à? Thôi, bây giờ để tớ ra chủ đề mới. Cái cây. Đấy. Tớ với bạn Hải và bạn Trang đang chơi lưới chữ. Tớ bảo ngày mai là sinh nhật tớ, các bạn phải đến đúng giờ đấy, phải mang theo quà đó. Ai, Hiệp này. Nhớ chưa? Nhớ phải đến đúng giờ, không được quên quà đâu ấy. Này, các bạn ơi, mời bọn mình sinh nhật như kiểu ra lệnh như bọn mình nhỉ? Phải biết mời hay mắng đâu. Này bạn Trang ơi, tớ năm nay hơn 9 tuổi rồi mà tớ chưa gặp cái trường hợp là mời sinh nhật như thế này đấy. Ừ, mời gì mà kỳ cục nhở. Các bạn này, xem trong thiệp xem ghi mấy giờ để bọn mình có biết được. 2 giờ chiều à? Này, mày còn phải ghi là mang theo quà nữa. Ừ đúng rồi, cái bạn này kiểu gì ấy. Thôi, bây giờ bọn mình đi về nhà đi, chuẩn bị quà con đi sinh nhật. Đi. Mùi thơm quá. Hôm nay đúng là sinh nhật của mình, toàn bánh gà tô ngon thôi. Đợi mãi các bạn chả đến. Cha hiểu các bạn này kiểu gì, mời mãi chả thấy đến. Happy birthday.
giỏi, bạn cũng phải thông cảm với bọn tớ tí. Bọn tớ còn phải đi chuẩn bị quà sinh nhật nữa nhỉ? Ừ, cái cả ngoài kia mưa to lắm. Thôi thôi, bọn mình tặng quà cho bạn Linh. Chúc mừng sinh nhật bạn nhá. Cái gì đây? Cái này thường ngày tớ ăn rồi mà. Này, sao bạn đi ăn sinh nhật kiểu gì ấy? Tặng mỗi mì tôm này. Bạn thông cảm, nhà tớ nghèo chỉ có mì tôm thôi. Còn hai cái bạn này nữa, kẹo bé tí hay những chai nước ngọt nữa, mỗi tớ mua bao tiền bánh gà tổ lại. Thì bạn cũng phải thông cảm, nhà bọn tớ không có điều kiện, đi ăn sinh nhật chỉ có những món quà nhỏ này thôi. Mà quan trọng là tấm lòng này bạn Hải nhỏ. Đúng rồi. Những món quà nhỏ nhưng mà ý nghĩa, miễn là sinh nhật vui vẻ là được. Ý nghĩa gì mà ý nghĩa, toàn quà linh tinh tớ không thích. Tốt nhất là các bạn đi về đi, sinh nhật kiểu này thả tớ sinh nhật một mình còn hơn. Oh no. Bạn Trang ơi, bạn Diệu ơi, thôi bọn mình đi về đi. Chả hiểu kiểu gì, đi ăn sinh nhật này tặng đi tôm, thà mày ăn kiểu bánh sinh nhật một mình. Mình phải đợi các bạn nhà giàu đến cho nó vui, chứ các bạn nhà nghèo chán được cái gì. Linh ơi! Dạ mẹ! Sao sinh nhật con mà các bạn mãi chưa đến thế? Con đang là các bạn nhà giàu nhưng mà chả bạn nào đến cả. Ban nãy các bạn nhà nghèo đến á, tặng toàn mấy quà linh tinh nhưng con đuổi về hết rồi. Nhưng mà đấy, con thấy chưa? Các bạn nhà giàu không ai đến với con cả. Còn các bạn nhà nghèo, tuy các bạn nghèo nhưng các bạn rất tình cảm. Đến sinh nhật con mà con lại đuổi về. Là các bạn nghèo, con cũng thương đến các bạn chứ. Giúp đỡ nhau trong học tập chứ con. Vâng ạ, mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Bây giờ con sẽ đi tìm các bạn để xin lỗi các bạn. Này, hai bạn ơi, hay là bọn mình bóc quà sinh nhật ra ăn đi. Ơ, nhưng mà đây là quà sinh nhật của bạn Linh mà. Nhưng mà bọn mình tặng bạn ấy có lấy đâu. Các bạn đây rồi, các bạn cho tớ xin lỗi nhá. Tớ thật ích kỷ khi đã coi thường các bạn, nhưng mà lúc nào các bạn cũng tốt với tớ. Cho tớ xin lỗi nha, mà các bạn về nhà tớ ăn bánh sinh nhật đi. Tớ vẫn để dành bánh gato cho các bạn mà. Này hai bạn ơi, hai bạn đừng trách bạn Linh nữa nha. Ba bọn mình đi đến nhà bạn Linh ăn sinh nhật đi. Ý của bạn Trang nào? Thôi, nếu bạn Linh mà biết lỗi thì thôi, bọn mình cũng không trách nữa. Bọn mình đi ăn bánh sinh nhật đi. Thì bạn nhận quà của bọn tớ nhá. Món quà của bọn tớ tuy là ít tiền, bọn tớ là nhà nghèo, nhưng mà đây là ý là tấm lòng của bọn tớ. Này, bạn nhận cho bọn tớ vui nhá. Tớ xin. Bọn mình đi vào nhà tớ ăn sinh nhật đi. Đi, đi các bạn ơi. Ui ui, các bạn ơi, bạn Linh vẫn để dành bánh kem cho bọn mình thật. Yeah. Hôm nay là sinh nhật tớ, mẹ tớ chuẩn bị hết bánh sinh nhật rồi, các bạn ăn đi nhá. Này, bạn Diệu ơi. Ui, bạn này có hai con rùa người tuyết à? Bạn Hải. Ui, tớ được bánh Doraemon á. Bạn Trang. Ui, tớ. Nhìn này, bánh của tớ màu hồng đẹp chưa? Này, chào các bạn. Của tớ màu xanh à? Thế các bạn ơi, bọn mình vô cái chúc mừng sinh nhật bạn Linh nhỉ? Nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yo. Bạn Linh nha. Ăn thôi. Vị đậu tây ngon quá bạn Linh ạ. Bánh của tớ nhiều kem ăn béo ngon thật đấy. Đúng thế, đúng thế. Này, các bạn ơi, tớ chưa bao giờ đi ăn sinh nhật mà ăn riêng một mình cái bánh kem này đâu. Anh Linh ơi, số hơi bị sướng ạ. Ba bọn mình làm gì được tổ chức sinh nhật bao giờ nhỉ?